Chào buổi tối cậu Charlie. Để tôi giới thiệu, đây là anh Ken, có tầm quan trọng ở cục công bộ. Vị này là bà chủ quan Quan Tú Nguyệt, là Lê Viên đại gia bạn của tôi. Hân hạnh. Lúc nãy Ken hỏi tôi về diễn biến của con trai, nhưng đáng tiếc tôi không rõ về phương diện này. Vấn đề như vậy vẫn nên giao cho giám sát chứng khoán của ngân hàng Lệ Bang, cũng là anh Charlie trả lời. Charlie, hãy nói với anh Ken về việc bồi thường công trái thời kỳ Bắc Dương đi. Công trái thời kỳ Bắc Dương à? Tình hình vô cùng phức tạp, có thể chia 10 năm dân quốc. Trước và sau khi điều chỉnh, nợ trong nước thành hai giai đoạn. Vậy không biết anh Ken muốn tìm hiểu về giai đoạn nào? Anh xem, vừa mở miệng đã rành hơn tôi rồi đấy. Không thể nói thế được, chỉ biết vài thứ thôi. Nhưng chỉ nói về thời kỳ Bắc Dương trước 10 năm dân quốc thì khoản nợ cũng rất lớn. Giống ở năm đầu dân quốc, nợ quân sự Paris, nợ ái quốc, còn cả nợ 6% năm đầu, nợ trong 3 năm, nợ trong 4 năm, nợ 6% trong 5 năm, nợ ngắn hạn 7 năm, nợ 6% trong 7 năm. Và còn... Hay thế này đi anh Ken, anh có thể trực tiếp nói với tôi, anh muốn tìm hiểu tình hình trả nợ của công trái nào, hay là anh chỉ muốn hiểu chung chung về các khoản công trái hoàn trả trong khoảng thời gian đó? Anh Charlie, anh quả nhiên là một chuyên gia. Charlie, chi bằng anh kể tổng thể tình huống cho anh Ken nghe đi. Tình huống tổng quát thì rối tinh rối mù. Anh Ken có điều không biết, anh Charlie là người trong ngành công trái, còn cô Quan Tú Nguyệt bên cạnh này lại là diễn viên kinh kịch nổi tiếng. Đừng thấy cô ấy là con gái, dính đèn sân khấu, hát giọng nam không thua gì ông chủ Từ đâu. Vậy sao? Chẳng lẽ Quan tiểu thư cũng hát Định Quân Sơn sao? Hát chứ, tháng sau sân khấu lớn, tôi không chỉ hát Định Quân Sơn mà còn hát Bác Đại Trùy và Quỳnh Lâm Miến. Anh Ken, có thời gian anh và phu nhân có thể đến cổ vũ cho cô ấy. Tôi vô cùng vui vẻ đó, rất hân hạnh anh Ken. Ngủ ngon. Thế nào bà chủ quan, tối nay có vui vẻ không? Vui lắm, nhờ phúc của mọi người. Chúng ta là nhờ phúc của Charlie đó, nên giám sát chứng khoán của ngân hàng Lệ Bang không phải chỉ là người mua bán cổ phiếu đâu. Bớt nói vài câu đi, qua đây. Tôi nói cô nghe, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã hiểu tại sao cô lại cưới Trịnh Diệt Trị. Trịnh Diệt Trị, tổng quý Lý Trình, cảm ơn nha. Gặp lại sau nha Charlie. Được. Tối nay anh giúp Charlie nở mày nở mặt rồi, thiệp mời của anh ấy và bà chủ quan là anh đưa xong. Chẳng trách Charlie kéo em ra để khen anh. Khen anh? Khen cái gì? Chúng ta đi xem phim đi. Xem phim bây giờ sao? Phim mới của Chaplin tên là Rạp Xiếc. Cái đó thì anh xem rồi. Em không tin đâu. Còn tin anh thì em là một đứa ngốc. Anh thật sự là xem rồi mà. Lừa em làm gì chứ? Không thể nào. Tuần trước mới chiếu mà. Anh biết. Tuần trước anh xem rồi đấy. Không tin. Không tin phải không? Vậy chúng ta đánh cược đi. Cược cái gì? Cược gì anh chưa nghĩ ra, nhưng người thua thì nợ trước. Thế nào? Có cược không? Cược.
Sư trưởng Châu, có ở đó không? Tôi có gì gấp, cứ cho tôi vào đi. Thực sự không thể vào, tôi có gì gấp mà. Anh là ai thế? Tôi là sở trưởng Phương của sở đăng ký. Sư trưởng Châu, xin lỗi cậu về việc cấp giấy xin phép không được tốt kia. Cậu phải tha thứ cho tôi thực sự không chịu nổi rồi. Một câu của cậu. Cậu nói tôi thu 10.000 tệ phí thủ tục là muốn đòi mạng tôi đấy à? Sở trưởng Phương, anh dám làm mà không dám chịu sao? Anh dám thu tiền mà còn sợ tôi nói? Sở trưởng Châu, tôi thu phí của cậu bao giờ? Ông trời có mắt, tôi làm sao mà dám thu chứ? Quý viên Phùng bảo tôi chiếu cố cậu mà. Tôi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám ra tay với cậu đâu. Anh không thu phí thủ tục sao? Tôi thề, một đồng một cắt tôi cũng không có thu. Lần này Chaplin diễn vai diễn một tên lang thang vô tình vào rạp xiếc. Khán giả còn rất thích ông ấy. Ông ấy còn tìm được tình yêu của mình, yêu con gái của trưởng đoàn xiếc. Sau đó thì sao? Nhưng con gái của trưởng đoàn xiếc không yêu ông ta, yêu một chàng trai đi dây thép. Sau đó Chaplin vì tác thành cho họ mà một mình rời đi. Em thua rồi. Là anh nói sau này ra phim mới của Chaplin chúng ta sẽ cùng nhau đi xem mà. Đúng vậy, đó là lúc trước rồi. Vậy em còn muốn xem không? Xem chứ. Ai mà biết lúc nãy anh có bịa ra không? Anh thực sự không đi xem sao? Không đi đâu. Anh xem rồi cũng có thể xem lần nữa mà. Xem một lần là đủ rồi. Tiểu thư xem gì? Rạp xiếc. Vừa mở màn 3 phút, có xem không? Suất chiếu tiếp theo phải đợi 1 tiếng. Thôi không xem nữa. Tiểu thư Lệ Tư, tiến sĩ Từ. Cô cũng đến xem phim mà. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Phim rạp xiếc mới ra của Chaplin cô xem chưa? Chúng ta có thể cùng xem. Tôi biết chứ, nhưng tôi đã xem rồi. Tuần trước mới chiếu mà cô đã xem rồi sao? Lần này Chaplin vẫn diễn một tên lang thang vô tình vào rạp xiếc. Khán giả rất thích ông ấy. Ông ấy còn tìm được tình yêu của mình. Ông ấy yêu con gái của trưởng đoàn xiếc. Sau đó thì sao? Sau đó thì anh tự đi xem đi. Được rồi, tôi đi trước đi. Để tôi đi với cô. Không cần đâu, phiền phức lắm, làm ảnh hưởng thời gian của anh. Không ảnh hưởng gì cả. Cô đi một mình tôi cũng không yên tâm đâu. Để tôi đi với cô vậy. Được rồi. Và giây phút này, Trình Diệt chỉ thấy mình như Chaplin trong phim điện ảnh, nên rời đi một mình.
Tiến triển của giặc Đất Diên dễ thuận lợi chứ? Cũng ổn. Không phải gặp vấn đề gì nên anh mới ra ngoài để xem phim giải tỏa chứ. Lại cãi nhau với quả đốc thang sao? Thực sự không có gì có thể giấu được tiểu thư Lệ Tư. Quả đốc thang có nhiều tật xấu: nịnh bợ, tham lam, lười biếng. Nhưng họ nghe lời của ông ấy, cho thấy ông ấy vẫn có một số tài năng. Tổng quản lý Trình có thể làm với ông ấy cũng vì nghĩ cho lâu dài chứ không phải là nghĩ cho hiện tại. Tiến sĩ Từ, về điểm này anh vẫn phải học hỏi tổng quản lý Trình đó. Phải, việc giao tiếp khác với người khác. Tôi mãi mãi không bằng tổng quản lý Trình. Tôi rất kém cỏi về mặt này. Tiến sĩ Từ, anh cũng có lúc tự coi nhẹ mình nào. Anh đã vô cùng hoàn mỹ rồi. Nếu đến chút khuyết điểm mà anh cũng không có, anh bảo người phàm làm sao mà sống nổi đây. Tiểu thư Lệ Tư nói như thế, tôi phải bảo vệ cho tốt khuyết điểm của tôi rồi. Tiến sĩ Từ, mong anh sau này đừng gọi tôi là tiểu thư Lệ Tư nữa. Vậy nên gọi cô là gì đây? Đội trưởng Ngô. Tổ trưởng Ngô. Chào buổi sáng các chị. Cuộc họp cổ đông hôm nay có tin chiến thắng, nhưng tôi sẽ không nói, vẫn nên để xử trưởng Triệu chia sẻ với mọi người. Nói vậy thì tôi ngại thật đấy. Trước tiên tôi muốn cảm ơn Lệ Bang đã cho tôi dây tiền. Thân cận của tôi lại tăng thêm xưởng 3 và 4. Với lại với sự giúp đỡ của các vị và cả nỗ lực của tập thể nhân viên của thân cận, sợi số 16 ở xưởng 3 sẽ chính thức trở thành sợi tiêu biểu ở thị trường Thượng Hải vào tuần sau. Chúc mừng xưởng trưởng Triệu. Lúc trước anh ở đây đập bàn, giờ chúng tôi ngơ ra luôn. Thật sự xin lỗi, tính tình tôi hơi thẳng thắn. Đôi lúc nóng lên thì tôi hy vọng mọi người quên chuyện lần trước, quên đi nhé. Xưởng trưởng Triệu, tôi lại hy vọng việc nói thẳng là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của mọi người. Mọi người có trách nhiệm với Lệ Bang, vì mọi người đều là cổ đông của Lệ Bang. Nào nào, tôi không làm cổ đông của Lệ Bang nữa. Tôi yêu cầu lập tức bàn giao tất cả nợ nần của xưởng thuốc Văn Khuyển với Lệ Bang. Bản thân tôi sẽ rút tất cả cổ phần ở ngân hàng Lệ Bang. Sự trưởng Châu, sao lại quyết định vậy? Tổng quản lý Trình thông minh hơn người, chơi đùa tôi trong lòng bàn tay. Tôi chỉ hận mình quyết định quá muộn. Sự trưởng Châu à, sao lại nói vậy chứ? Cô nên hỏi anh ta đi. Hỏi anh ta có dám thừa nhận bác tôi thân bại danh liệt, chết bất đắc kỳ tử có liên quan gì tới anh ta không? Sự trưởng Châu, tổng quản lý Trình, ban đầu anh đến Đại học Thượng Hải tìm tôi, nói anh thích lý tưởng của tôi, đề nghị sẽ chia tiền cho tôi. Tôi vô cùng xúc động, rất biết ơn anh. Khi bác tôi yêu cầu chuyển xưởng thuốc từ dưới trướng anh sang ngân hàng hội trưởng, thậm chí tôi còn áy náy với anh. Tôi không ngờ như thế lại dẫn đến thảm kịch của bác tôi. Anh muốn giữ lại xưởng thuốc của tôi mà không tiếc tấn công bác tôi, khiến ngân hàng hội trưởng phải phá sản. Bác tôi bị hải phòng giam tại nơi cấm hút thuốc. Khi tôi chịu tang của bác, anh còn giả mèo khóc chuột khuyên tôi bớt đau buồn. Sự trưởng Châu, tổng quản lý Trình, anh hại bác tôi lừa dối lòng tin của tôi. Tình cảm giả tạo của anh tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Châu Văn Khuyển, anh đã nghe ai nói bừa đấy. Tôi không nghe ai nói bừa cả, tôi chỉ nghe những lời dối trá của anh thôi. Bây giờ anh vẫn nghĩ có thể lừa được tôi sao? Sự trưởng Châu, tổng quản lý Trình không thể là người như cậu nói được. Có phải là chuyện này có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Sự trưởng Cao, lúc trước tôi giống mọi người, có niềm tin vô hạn với tổng quản lý Trình. Nhưng tổng quản lý Trình, anh còn nhớ
chuyện giấy phép sản xuất của xưởng Văn Khuyển không? Anh còn nhớ chính anh đã nói với tôi, để làm được giấy phép sản xuất, anh phải dùng 10.000 tệ để hối lộ sở trưởng Phương không? Anh đang nói dối. Giấy phép sản xuất của xưởng Văn Khuyển là quỹ viên Phùng, Phùng Hữu Như đích thân phê duyệt. Sở trưởng Phương không dám thu chút tiền nào. Rốt cuộc 10.000 tệ đi đâu? Chỉ có anh biết. Tổng quản Lý Trình, nếu anh đã nói dối không chớp mắt, vậy thì hãy nói rõ với các cổ đông của Lệ Bang. Có phải là anh khai khống khoản chi, dùng tiền công không? Tổng quản Lý Trình, xưởng Văn Khuyển mới gửi điện báo yêu cầu ngân hàng ta lập tức chấp hành bàn giao. Họ hứa sẽ trả lại khoản nợ 22 triệu tệ trong một tuần, lấy hàng tháng chi riêng, yêu cầu ta trả lại cổ phiếu mà xưởng trưởng Châu nắm giữ trong vòng một tuần, tổng cộng là 120.000. Được. Chuyện này Tổng quản Lý Trình, xưởng trưởng Châu rút khỏi như vậy, cổ phiếu của ngân hàng chúng ta sẽ giảm 20%. Tôi sợ sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Không sao, trả lời đối phương rằng có thể hoàn thành bàn giao trong tuần này. Được. Kế toán tiền nó không sai. Giờ tiền mặt của chúng ta rất kẹt. Công việc hối đoái ở Quảng Châu cũng rất nhiều. Cổ phiếu giảm xuống không có lợi cho Lệ Bang. Có lẽ sự trưởng Châu chỉ là kích động nhất thời. Hay để em trao đổi thêm với anh ta, cho anh ta một con đường lui. Không cần. Sở trưởng, Lệ Bang đồng ý bàn giao, chúng ta không còn đường khác. Bàn giao xong sẽ thiếu rất nhiều tiền để sản xuất. Thiếu bao nhiêu? 60.000 tệ, 20.000 tiền lương và 20.000 thứ khác nữa, tổng cộng 100.000. Sở trưởng, hay là đợi thêm? Khoan, hai các đức với Lệ Bang. Không thể kéo dài vì các đức. Nhưng nếu không có tiền đầu tư, chúng ta không chịu nói 2 tháng, vì sản xuất sẽ bị dừng lại. Sở trưởng, Sở trưởng Châu có cô Ninh Ninh ở bên cạnh, là may mắn của cậu ta. Tôi cũng chỉ vạch trần sự thật thôi. Cái loại rùi bỏ như là Ngô Lệ Tư, Trình Diệt Trị, đừng hòng lợi dụng chân Văn Khuyển. Nhưng một khi ngân hàng Lệ Bang rút vốn, sự trưởng Châu e là rất khó gánh gánh nặng này. Hay là cô Ninh Ninh lên tiếng, nói là ngân hàng Long Doanh cũng từng có qua lại với sự trưởng Châu, rất bằng lòng tài trợ cho sự trưởng Châu lúc trong khó khăn như thế này. Các anh sao? Đừng chỉ nhìn vào thành công của xưởng thuốc. Văn Khuyển là người có lý tưởng. Các anh có hiểu được không? Ban đầu người rót tiền đầu tư xây xưởng cho xưởng trưởng Châu không phải là Trình Diệt Trị, mà là ngân hàng Long Doanh. Ông chủ quan là chủ tịch tổng thương hội, trân trọng thành tích, yêu tiền như mạng. Nếu ông ấy còn không hiểu xưởng trưởng Châu, trên đời này không có ai hiểu. Cô Ninh Ninh, giờ tôi có việc phải đi trước. Được. Sự Văn Khuyển đã hoàn tất rút khỏi Lệ Bang, nhưng em nghĩ chắc là anh vẫn quan tâm tình hình của họ. Tình hình kêu gọi vốn của Sự Văn Khuyển sao rồi? Anh ta đã tìm 4 ngân hàng công và ngân hàng tư, trong đó có ngân hàng Thế Tân và ngân hàng Thông Thái, là những ngân hàng nổi tiếng ở Thượng Hải. Nhưng không bên nào đồng ý đầu tư. Quan hệ xung quanh cho Văn Khuyển em cũng đã bảo tổ điều tra tín dụng điều tra. Nguồn gốc lời đồn cũng cần điều tra rõ ràng. Không cần. Là Ninh Ninh đó. Ninh Ninh, cái cô mà tát em sao? Cô ta là vợ chưa cưới của Châu Văn Khuyển, có qua lại với Lôi Tử. Lẽ nào Hoàng Như Hồng vẫn muốn lôi kéo Châu Văn Khuyển? Anh muốn ở một mình một lát. Tôi là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ muốn kiếm tiền từ xưởng thuốc. Vừa nghe nói muốn nghiên cứu thì không chịu đầu tư. Anh có muốn hỏi thử ngân hàng Long Doanh không? Ngân hàng Long Doanh?
Họ nói với em là họ đồng ý đầu tư cho anh 200 tỷ chắc là chắc chắn. Hơn nữa họ ủng hộ tuyệt đối phòng thí nghiệm của anh. Vì quản lý xưởng họ sẽ không nhúng tay vào. Lãi thì sao? Lãi mỗi tháng là 2%, giống bên ngân hàng Lệ Bang. Lạ quá, sao họ lại nhiệt tình như vậy? Anh chưa nghe câu này sao? Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè. Vì Diệt Trị bỏ ngân hàng Long Doanh, xây dựng ngân hàng Lệ Bang, chắc chắn ông chủ Hoàng sẽ ghi hận. Bây giờ anh cắt đứt với Trình Diệt Trị, tự nhiên ông chủ Hoàng sẽ là bạn của anh. Em thấy chi bằng để họ tranh đấu lẫn nhau. Chúng ta đi hưởng lợi đi, sớm lấy được đầu tư, sớm yên tâm. Kế toán tiền, xưởng trưởng Cao Đạt Dũng mới thêm 40.000 cổ phần cho ngân hàng. Anh nhớ ghi lại nha. Chị Lam cũng tăng thêm 20.000 cổ phần. Hai vị cổ đông này đúng là giúp đỡ kịp thời. Lát nữa tôi sẽ cho vào sổ sách. Kế toán tiền, sổ sách này không đúng. Sao chỗ này lại nhiều thế? 10.000 cổ phiếu, tôi xem. Đây là cổ phiếu mà tổng quản lý Trình cho vào. Anh ấy cho vào lúc nào? Hơn một năm rồi. Khoa hồng của tổng quản lý Trình cơ bản đều cho vào cổ phiếu. Được, anh đi làm việc đi. Được. Tiểu Lý, kiểm tra giúp tôi tình hình. Đội cổ phiếu số từ 4768 đến 4774. Tổng quản lý Trình, chi phiếu 4768 là ngày 11 tháng này, đổi tại ngân hàng Thông Mậu Quảng Châu. Những chi phiếu khác vẫn chưa có ghi chép gì. Được, Tiểu Lý, làm việc đi. Tiểu Lý, thì giúp tôi ghi chép đội cổ phiếu từ số 4768 đến 4774. Được. Sao, có vấn đề gì sao? À, không có. Vừa nãy tổng quản lý Trình cũng vừa đến hỏi. Tôi thấy rất là trùng hợp. Trùng hợp cái gì? Đây là ăn ý đó. Tôi chỉ muốn bớt phiền, tự xem một chút. Không thì lại phải hỏi nấy nữa. Ở chỗ này, đội trưởng Ngô nhìn đi, chi phiếu 4768 ở trong tháng này, thời gian ở đây. Địa điểm là ở Thông Mậu, Quảng Châu. Tôi hỏi Trịnh, cô vẫn chưa biết sao? Tôi là anh trai nó. Anh Trịnh này, con nhà hàng xóm ngông cụ từ nhỏ rồi, giờ cũng chẳng khác gì, nhất quyết đợi anh cho anh ta tiền. Lão gia, Ninh Ninh đã thông báo cho Dân Khuyển về điều kiện của chúng ta, nhưng cho Dân Khuyển còn chưa chắc chắn, không chịu nhận đầu tư ngay. Nói gì mà việc quan trọng phải tính kế lâu dài. Không cần phải ép cậu ta. Đợi xưởng ngừng sản xuất, hết vốn đầu tư, tôi sẽ xem cậu ta còn bao nhiêu định lực. Đúng vậy. Huống chi Ninh Ninh đó đứng về phía chúng ta. Châu Văn Khuyển về dưới trướng của lão gia là chuyện sớm muộn. Lão gia, tôi còn một tin tức nhỏ vô cùng đáng ngạc nhiên. Nói xem. Từ Diệt Trị và Ngô Lệ Tư ly hôn rồi. Hai người không công khai, hơn nữa vẫn làm việc cùng nhau. Nghe nói họ chia tay được một thời gian rồi. Tổng quản lý Trình, trưởng quỹ Dạng. Từ khi làm ở ngân hàng Lệ Bang, đã lâu không ra mặt nhỉ. Hôm nay về thời gian tới hiệp hội của chúng tôi để ôm lại chuyện cũ với người ngoài ngành tiền tệ bọn tôi à? Hay đại diện cho ngành ngân hàng đến ra quay?
Là người quen cũ tất nhiên phải ôm chuyện cũ, còn với quan gia thì đương nhiên phải ra quay. Dương Quý Dạng, anh không thuộc danh sách ôm chuyện cũ đâu. Dương Quý Tống, có tiện nói vài câu không? Dương Quý Tống, tôi nghe nói anh từ chối lời mời đầu tư của xưởng Văn Khuyển. Phần lớn lợi nhuận hàng quý của xưởng Văn Khuyển đều dồn vào phòng nghiên cứu. Cậu làm vậy là dung túng cậu ta, tiêu một đống tiền vào phòng thí nghiệm lại chẳng gây ra tiếng gian gì. Dương Quý Tống, kinh nghiệm của anh ở ngành tiền tệ rất nhiều, nhưng có lẽ anh không hiểu xưởng trưởng Châu. Anh ấy rất có đầu óc làm ăn, hơn nữa vô cùng có trách nhiệm với đầu tư, rất ít khi làm ra thương vụ nào thua lỗ. Dù đầu tư khoản lớn vào phòng thí nghiệm, anh ấy cũng rất ít khi để lỗ. Hơn nữa một khi thật sự nghiên cứu thuốc này thành công, lợi nhuận chắc chắn cao hơn bây giờ. Chuyện chẳng biết năm nào mới có kết quả này thì không hợp với tôi. Tổng quản lý Trình, chúng ta nói chuyện được không? Quản lý Lương, hôm nay quản lý Dương không đi cùng anh sao? Quản lý Dương đang sống vui vẻ ngân hàng Thế Tân rồi, không phải lúc nào cũng tới xã giao đâu. Tôi đâu được như vậy, ngân hàng Tâm Hâm sắp cởi tổ. Tôi mà không làm ra chút thành tích, sao mà ngồi yên ở vị trí quản lý được? Nghe ý anh, có phải là có lúc đầu tư vào xưởng Văn Khuyển không? Tổng quản lý Trình có rảnh thì đến ngân hàng Tâm Hâm đi. Chúng ta nói cụ thể hơn. Được, nói cụ thể hơn. Tiểu Linh Đan, chị dâu, gì làm ăn tốt thế? Đông vui quá, sao chị lại tới đây? Đến xem thôi. Tiểu Trương, rót hai cốc nước đi. Được. Sau này em đừng gọi chị là chị dâu nữa. Anh việc chị của em sẽ không vui đâu. Sao nấy lại không vui được? Chị Linh Đan, cảm ơn. Giờ này tâm trạng của anh ấy kém lắm. Người bạn tốt của bọn chị đã rút cổ phần khỏi Lệ Bang do không hài lòng với anh ấy, cả nhà tới mức cả hai chẳng vui vẻ gì. Thế thì đúng là kỳ lạ. Anh vì chị kết giao bạn bè chưa từng bất hòa với ai. Đúng đấy, chị cũng thấy khó hiểu. Thế nên bây giờ chị cũng muốn giúp tâm trạng của anh ấy tốt hơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được cách khiến anh ấy vui. Nghĩ kỹ mới thấy vẫn là do chị không đủ hiểu anh ấy. Chị Linh Đan, đã 6 giờ rồi, chị nhất định phải đến đó. Được, tôi biết rồi, cô đi trước đi. Em có việc bận hả? Không sao đâu, để họ đi trước đi. Chúng ta nói chuyện thêm một lát nữa. Thực ra chị cũng không có gì đặc biệt. Đi trước đi. Thì là chị muốn nói với em về việc chị. Anh ấy bình thường cũng không giỏi biểu đạt. Hồi nhỏ từng làm gì? Bình thường thích cái gì? Khi nào thì từ Tu Châu tới Thượng Hải? Mấy việc này chị không biết gì cả. Chị dâu, chị muốn biết những việc này để làm gì? Có phải là muốn làm quà với việc chị không? Em nói gì thế? Chị dâu, chị muốn biết gì đều có thể hỏi em. Em mà biết, em sẽ nói cho chị nghe hết. Cái con nhóc này, sao đến miệng em lại có ý khác vậy? Vậy em nói thẳng nhé. Nếu chị ly hôn với anh Diệt Trị, chắc chắn sau này sẽ hối hận. Anh Diệt Trị của chúng em là người đàn ông tốt, có đốt đèn tìm cũng khó đó. Lúc bán hàng ở đường Tứ Mã, anh Diệt Trị chưa từng qua lại với cô gái nào, cũng không tốn tiền vào kỹ diện. Kiếm được gì ngon cũng đều chia cho chúng em. Anh ấy nói là hồi nhỏ gia đình nghèo, không được ăn no bữa nào. May mà bên cạnh nhà anh ấy có xưởng bột mì. Hãy đến chiều lúc làm bánh bao, anh ấy sẽ đứng bên cạnh nhìn. Có lúc được chia cho nửa cái bánh bao, đủ no cả ngày. Chị Linh Đan, đã quá 6 giờ 15 phút rồi. Biết rồi. Chị dâu à, em phải đi thật rồi đi. Được rồi, chúng ta nói chuyện sau. Vậy chị phải nghĩ thật kỹ những lời em vừa nói nha. Chúng ta cùng đi đi. Được. Tổng quản lý Trình, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Ông vẫn khỏe mạnh như vậy nhỉ?
Có nhớ khoảnh khắc tôi thích nhất trong ngày là gì không? Chính là khoảnh khắc này. Có nhớ tại sao không? Ánh mặt trời chói chang vừa biến mất để lộ ra ráng chiều. Màn đêm buông xuống, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. So với màn đêm, tôi thích ánh sáng hơn. Cậu thích ánh sáng à? Cậu chỉ là con mèo đen lăn lộn trong bùn lầy, kiếm ăn trong đống đổ nát. Giờ đã mắt phát sáng thôi. Ở trong màn đêm, cậu mới được tự do tự tại tận hưởng vinh quang. Nhưng cậu lại mong ngóng ánh sáng của mặt trời mọc. Mèo muốn trở mình thì có gì lạ đâu. Sự im lặng của ông mới là biến quá bất ngờ. Tôi chẳng qua chỉ phải từ bỏ tiền bẩn, mà cậu thì không thể chặt đứt đôi móng vuốt đen của mình. Nếu ông muốn tố cáo xuất thân của tôi, bóc mẻ quá khứ của tôi, thì cứ việc. Chuyện thấp kém như vậy vẫn nên để mấy người bạn trong xó xỉnh của cậu làm đi. Hay đã có người đến tận cửa hỏi thăm cậu? Nếu việc này có thể khiến ông thoải mái hơn thì cũng tốt thôi. Ông luôn ghi hận tôi vì tôi đã lựa chọn con đường của mình. Nhưng ông cũng đừng kéo theo người khác. Tôi tuyệt đối sẽ không nhường Châu Văn Khuyển cho ông đâu. Cáo từ. Nghe nói cậu và Ngô Lệ Tư đã ly hôn rồi à? Dù cậu yêu cô ta như vậy, say đắm bảo vệ đến thế, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có được một cuộc hôn nhân thất bại. Đình Diệt Trị, cậu nghĩ xem mình đã đối đãi với Châu Văn Khuyển thế nào, mà Châu Văn Khuyển đối xử với cậu ra sao đi. Đừng tưởng thế giới đó có thể dễ dàng dung nạp cậu, sẽ tin tưởng thương yêu thật lòng vì cậu như tôi. Chỉ bằng cậu hãy chờ thử xem. Nhìn cho kỹ vào. Trình Diệt Trị đã hiểu ra. So với việc dồn cậu vào chỗ chết, Hoàng Như Hồng muốn dùng bóng tối để nuốt chửng con đường ánh sáng mà cậu muốn đi hơn. Cậu cần phải tiếp tục tiến về phía trước. Dù cho đầu rơi máu chảy, cũng quyết không quay đầu. Xin lỗi. Dân, giờ anh hãy giấu nó vào trong bánh ngọt. Khi nào tôi chạm vào góc bàn, hãy mang lên, có được không? Tôi hiểu rồi, chúc anh may mắn. Cảm ơn. Xin lỗi, tôi đến muộn. Đợi lâu rồi hả? Không lâu đâu, anh vừa gọi món thôi. Vấn việc ở tiệm cho nên em mới tới muộn sao? Là chị dâu đến gặp tôi nói chuyện. Chị ấy nói là hiểu quá ít về anh tôi. Thực ra tôi cũng thấy hình như tôi cũng hiểu rất ít về anh. Tuổi thơ của anh thế nào? Tình cảm với cha mẹ ra sao? Anh đến Thượng Hải từ khi nào? Tôi không hỏi, anh cũng không nói. Quen biết nhau lâu vậy rồi, tôi chỉ biết anh tên A Kỳ, chứ không biết họ của anh là gì. Được, vậy hôm nay anh sẽ nói cho em nghe hết, có được không? Được. Quá ra là có chuyện muốn nói. Chẳng trách lại đến nhà hàng xịn như vậy. Nào, ngồi đây.
Sao người Nhật cũng đến đây dùng bữa? Hình như em càng ngày không thích người Nhật. Không phải không thích mà là ghét. Nhìn xem họ đã làm gì. Chuyện họ làm ở Đông Bắc đúng là xấu xa. Không nói về việc này nữa. Nói về chuyện của anh đi A Kỳ. Anh lớn lên ở đâu thế? Chuyện của anh nói ra thì dài lắm. Để lần sau nói thì hơn. Em nhắc nhở đúng lắm. Bữa cơm ngon thế này, chúng ta nên dành thời gian ăn uống thật ngon mới đúng. Ăn thôi. Tiên sinh, bánh ngọt của anh khi nào có thể mang lên? Xin lỗi, quỷ bánh ngọt giúp tôi. Tôi hiểu rồi, không làm phiền hai người nữa. Vừa nãy anh ta nói gì thế? Anh ta hỏi chúng ta có cần gọi thêm món không? Anh nói là không cần. A Kỳ, anh muốn ăn gì ở buổi dã ngoại tại công viên vào cuối tuần? Tôi sẽ nấu. Anh quên nói với em, cuối tuần này anh phải đến Nam Kinh làm việc. Cuối tuần không thể đi dã ngoại với em được, xin lỗi. Vậy sao? Vừa nãy có phải tôi nói sai gì không? Khiến anh không thích? Không có đâu. Tôi đến nơi rồi. Gió nổi rồi, em mau về đi. Đại Phong tiên sinh. Nếu anh không muốn làm bạn với tôi nữa, có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi hỏi đến chuyện nhà anh, chuyện thuở nhỏ. Nhưng trước nay anh đều không nói gì cả. Tôi biết gia đình A Kỳ chắc chắn rất giàu có, bố mẹ cũng làm chức cao. Anh không muốn nói gì với tôi, có thể là gì lo sẽ dọa tôi sợ, hoặc là anh không muốn quá thân thiết với tôi. Không phải, tôi không phải vậy đâu. Thực sự không phải như vậy. Không thể thế nào. Không còn sớm nữa, em về trước đi, lần sau chúng ta nói tiếp. Tô Châu. Bà chủ, cho tôi 3 xì gà. Được. Tôi hút loại tốt chứ. Ở đây có gần sữa bột mì không thế? Cái này tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa tới đây làm ăn thôi. Được. Tôi không làm phiền nữa. Được, hẹn gặp lại. Trưởng quỹ, bán chạy chứ. Tiểu thư đến mua gạo xong. Cửa hàng gạo này của ông chắc cũng lâu lắm rồi. Không dám, mới gần 30 năm. Vậy thì tốt quá, tôi đến đúng chỗ rồi. Ông chủ, thực ra hôm nay tôi đến là muốn hỏi thăm về một người. Có muốn hỏi ai? Ông nhìn đi. Ông có nhớ anh ấy không? Là đứa bé ngày trước ở đây. Không có ấn tượng.
Tôi chỉ nhớ ngõ trúc trước mặt kia có nhiều trẻ con lắm, tuổi tác tương đương nhau, suốt ngày ồn ào qua lại náo nhiệt lắm. Hay là cô qua đó hỏi thử xem sao? Được, cảm ơn ông. Tôi biết tổng quản lý Trịnh luôn đau đáu về sự giam quyển. Tôi không cần nói thừa thải, tôi nói thẳng vào việc chính. Quản lý Lương cứ nói. Tình hình của xưởng giam quyển tôi cũng đã hiểu sơ qua từ chỗ cô quản lý Dương. Tuy kinh doanh tốt nhưng quá nửa lợi nhuận đều đầu tư vào nghiên cứu điều chế thuốc, hiệu quả chính là kiểu sấm to mưa. Đầu tư cho nhà xưởng như vậy tôi vẫn đang hơi do dự. Tất nhiên nể mặt tổng quản lý Trình. Quản lý Lương, anh nói vậy thì khách sáo quá rồi. Anh cần tôi làm gì cứ việc nói. Được, ngân hàng Tam Hâm của chúng tôi đang có hai việc quan trọng. Thứ nhất là bầu chọn tổng quản lý mới. Thứ hai là xây dựng tòa nhà ngân hàng mới. Ngân hàng Tam Hâm lăn lộn bao nhiêu năm qua cũng nên có một diện mạo đẹp đẽ. Thế nên với trưởng ngân hàng chúng tôi luôn đặt kỳ vọng rất lớn về việc xây dựng tòa nhà mới. Việc xây dựng tòa nhà mới này cũng có thể coi là một trận đấu cho việc bầu chọn tổng quản lý mới. Tổng quản lý Trịnh có quan hệ thân thiết với tiến sĩ Từ Thụ của công ty kiến trúc Đỉnh Tân. Tiến sĩ Từ lại là một trong những cổ đông của ngân hàng Lệ Bang. Tôi mong tổng quản lý Trịnh có thể bắt cầu để tiến sĩ Từ thiết kế xây dựng tòa nhà mới của ngân hàng Tam Hâm chúng tôi. Quản lý Lương, anh yêu thích tiến sĩ Từ Thụ như vậy, tôi xin cảm ơn thay tiến sĩ Từ Thụ trước. Nhưng tiến sĩ Từ Thụ còn trẻ, mà một kiến trúc sang trọng như tòa nhà ngân hàng của anh, tôi tin mà một kiến trúc sư có kinh nghiệm hơn chắc chắn sẽ tốt hơn. Tổng quản lý Trịnh đang từ chối tôi khéo léo à? Tổng quản lý Trịnh có chịu làm cầu nối không thì phải xem anh vậy. Chỉ khi tôi được chọn làm tổng quản lý mới của ngân hàng Tam Hâm mới có thể cho xưởng giang khuyển dây tiền. Tiến sĩ Từ, anh có biết hôm nay ai gọi điện cho tôi không? Phó hiệu trưởng Đại học Thượng Hải giáo sư Thái, vua cao su ông chủ Hà, bộ trưởng Tào, quý viên ban chấp hành trung ương, họ đều đến hỏi thăm anh. Còn hỏi anh gần đây có thời gian không? Tôi có thời gian liên quan gì tới họ? Là họ đấy. Ý của họ là sắp xếp cho anh gặp mặt thiên kim nhà mình. Nhàm chán. Sau này những chuyện không thuộc về nghề nghiệp như thế từ chối hết đi. Sao phải từ chối chứ? Tiến sĩ Từ, chuyện chung thân đại sự của anh mà vẫn chưa sắp xếp xong. Không phải anh còn nhớ nhung cô Lý Tư đó sao? Đó là người phụ nữ từng ly hôn rồi. Thư ký quan, suy nghĩ của anh cần thay đổi. Phụ nữ từng ly hôn thì sao? Từng ly hôn thì không xứng được theo đuổi, không xứng được ái mộ sao? Tôi cho anh biết, tôi thích cô ấy. Cho dù cô ấy độc thân hay kết hôn, ly hôn. Tiến sĩ Từ, tiến sĩ Từ, anh nghe tôi nói đi. Tổng quản lý Trịnh, anh tới rồi hả? Tôi vừa mới tới. Vào trong nói chuyện. Được, vậy tôi đi pha cà phê trước đi. Tổng quản lý Trịnh, cậu có chuyện tìm tôi sao? Quá trình thi công giải đắc viên rất thuận lợi, không lâu nữa là khánh thành. Tôi muốn đến hỏi cậu dự định tiếp theo là gì. Đó chính là dự định tiếp theo của tôi. Đây là một tòa chung cư à? Phải. Tôi còn tưởng cậu nói kiến trúc phải tạo xong mới biết dùng nó để làm gì. Trải qua việc giải đắc viên, tôi sẽ không nói vậy nữa. Hơn nữa tôi định đưa chung cư này cho người dân sử dụng như giải đắc viên vậy. Người dân. Nhưng chung cư trước giờ là từ được dùng để chỉ nhà tầng lớp cao cấp. Bách hóa cũng là từ đại diện cho người dùng cao cấp. Giải đắc viên đã thay đổi được điều này. Cậu dự định làm thế nào?
chung cư có quy hoạch và cách sử dụng chính xác cho mảnh đất quyết định nó có thể là hình thức ở nhà thực dụng nhất. Tôi hy vọng nền móng của chung cư này sử dụng cách bổ sung của phương Tây, như thế nó có thể vững vàng hơn. Phía dưới sử dụng đất tam hợp, như thế độ cao của nó ít nhất có thể đạt tới 10 tầng. Nếu có thể chứa đựng nhiều hộ gia đình hơn, vậy có thể hạ thấp tiền vốn kiến trúc. Nhưng không chỉ nằm ở chỗ độ cao của kiến trúc, mà nằm ở quy hoạch không gian nội bộ của nó. Cậu xem ở đây, đây là chỗ của một người độc thân và hai vợ chồng mới cưới. Còn chỗ này có thể ở được 6-8 người. Nên dù là gia đình nhỏ hay gia đình lớn đều có thể tìm được chỗ ở tại nơi đây. Đương nhiên tôi có thể đảm bảo diện tích có hiệu quả của từng kiểu căn hộ. Tôi cũng có thể cố giúp hộ dân giải quyết vấn đề hướng nhà, thông gió và lấy ánh sáng. Thêm một cái nữa là tôi có thể cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa không gian công cộng và không gian riêng. Vậy sẽ không khiến dòng người bị tắc nghẽn hay cản trở nhau. Đồng thời cũng như cậu nói, người dân cũng nên tận mắt thấy cái đẹp, tận tay chạm được cái đẹp và đích thân trải nghiệm cái đẹp. Nên phía ngoài chung cư này, cậu xem, những cái này là sự giao thoa, nhiều màu sắc ở bên ngoài tường, sự thay đổi của ánh sáng có thể khúc xạ từ phía ngoài, hai phần như bè cho nhau. Nó có thể không chỉ là một tòa chung cư, mà còn có thể là vườn nhà để con người nghỉ ngơi. Cậu có suy nghĩ này bao lâu rồi? Mấy tháng rồi. Thế mà tôi chẳng biết gì. Uống cà phê đi. Ngồi đi. Từ khi tiến sĩ Từ có người hợp tác mới, cái này thì không có. Tôi đương nhiên là đồng ý hợp tác với tổng quản lý Trình. Chẳng qua không biết tổng quản lý Trình có đồng ý không. Sao tôi lại không đồng ý? Những lời nói của tôi khi nãy với thư ký quan, cậu đã nghe cả rồi chứ? Nghe cả rồi. Chẳng lẽ vì cậu và tôi Trưởng Ngô là người yêu của nhau, cậu và tôi không thể kề vai sát cánh à? Tổng quản lý Trình, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và tôi Trưởng Ngô chưa phải là người yêu. Là người yêu cũng chẳng sao. Trái tim của tôi Trưởng Ngô thuộc về cô ấy. Cô ấy chịu chấp nhận tình cảm của cậu, đó là hạnh phúc của cô ấy. Tôi thấy vui cho hai người. Thực ra tôi Trưởng Ngô luôn nhiệt tình trong công việc. Cô ấy chưa có tâm tư đón nhận tình yêu. Còn tôi cũng chỉ là một người bạn của cô ấy, ở bên cô ấy đợi cô ấy bước ra khỏi quá khứ. Tôi tin ngày đó không còn xa. Hơn nữa khi đến ngày đó, cô ấy sẽ cảm ơn sự nhẫn nại của cậu. Bác ơi, cháu muốn hỏi, có phải bác đã ở đây nhiều năm rồi không? Từ khi chui ra khỏi bụng mẹ thì tôi đã ở đây rồi. Mấy mươi năm rồi chưa đi khỏi. Tốt quá, cháu muốn hỏi thăm bác một chút. Bác nhớ ở đây có một nhà họ Trình không? Nhà họ Trình à? Nhà họ Trình, có phải bà già điên điên khùng khùng cả ngày đánh con trai không? Bà già đó có phải họ Trình không? Hay là lâu quá rồi, tuổi này của tôi cũng không nhớ được nữa. Không sao đâu, vậy bác xem giúp cháu đi. Bác nhớ người này không? Anh ấy cũng là trẻ nhỏ ở đây. Không biết. Tôi chỉ nhớ năm đó có một kẻ thô bạo họ Trịnh, từ nhỏ đã khỏe mạnh, cứ thích bắt nạt người ta. Kẻ thô bạo đó bây giờ còn ở đây không? Dọn đi từ lâu rồi.
Người đó dọn đi đâu vậy? Không biết, cái này thì tôi không biết. Chuyện nhiều năm về trước, không nhớ được nữa. Dạ cảm ơn bác. Cảm ơn. Tổng quản lý Trình, Sử Văn Khuyển hôm nay chính thức đóng cửa. Biết rồi. Văn Khuyển, anh cứ chấp nhận ý tốt của ngân hàng Long Doanh đi. Công xưởng giờ dừng lại như vậy, nhìn thôi em cũng khó chịu. Thái độ của ông chủ quản ngân hàng Long Doanh anh không nắm chắc. Anh cứ kể thái độ của ông ấy đi. Giờ tiền vốn rất quan trọng, cứ đợi ngân hàng Tam Hâm đi. Ngân hàng Tam Hâm mới không đáng tin đó. Luôn miệng nó có hứng thú không thành vấn đề. Vậy hợp đồng đâu rồi? Quản lý lương đó chỉ biết tập thái cực thôi. Văn Khuyển, không thể đợi được nữa. Còn đợi nữa công nhân sẽ bỏ hết. Lấy hợp đồng của ngân hàng Long Doanh tới đây đi. Anh xem thử. Đây anh xem đi. Sự thuyết Văn Khuyển nghe. Quản lý lương, tôi đây. Tôi hiểu rồi. Không thành vấn đề. Ngày mai chúng ta bàn bạc kỹ sau. Quản lý lương nói ngân hàng Tam Hâm đồng ý với mọi yêu cầu của anh. Ngày mai sẽ đem hợp đồng đến chính thức. Thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Lão gia, Châu Văn Khuyển không chấp nhận ngân hàng Long Doanh, đi hợp tác với ngân hàng Tam Hâm rồi. Không sao. Thì dự trị hy vọng Sử Văn Khuyển làm việc lại. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Cho dù không thể kề vai tác chiến, cũng hy vọng đối phương kiên trì với lý tưởng của mình. Tổng quản lý Trình, ông chủ Lâm. Bác sĩ nói chứng tức ngực hụt hơi của anh không phải bệnh lý hay là tâm bệnh, mà là bực bội trong lòng chưa hết. Cái đời này của tôi xem như bị quỷ ở đây. Trong lòng tôi rất rõ, thực ra không phải người khác so đo với tôi, mà là tôi tự so đo với bản thân. Là cứ tự tôi thấy bản thân thấp hèn. Tôi còn thấp hèn hơn anh. Ông chủ Lâm, lời này không phải là tôi an ủi anh. Tôi cũng là lần đầu nói ra. Trừ anh ra không ai biết. Thấp hèn hơn cả anh, mà còn ứa ngực ngẩng đầu trưa ra khắp nơi. Đúng là không biết xấu hổ. Không, không phải như vậy đâu. Tổng quản lý Trình, tôi chưa từng nghĩ cậu như thế.
Tại sao với tôi anh lại không thấy thế chứ? Ông chủ Lâm, không bước được qua rào cản này, cứ nghĩ đến tôi. Có tôi đây, không có gì đáng sợ cả. Đêm 28 tháng 1, đội thủy quân lục chiến Nhật Bản ở phía tây đường Bắc Tứ Xuyên, đóng quân ở Thượng Hải, quân đoàn số 19 phát động. Quân đoàn số 19 phản kháng khắp nơi, ngọn lửa cuồn cuộn trên phố, quân Nhật hoành hành ngang ngược, dẫm đạp đến chủ quyền, xâm hại nhân dân. Chị Linh Đan, tấm này dán ở đâu? Dán ở kia. Chị Linh Đan, dán ở đây được không? Được, lùi lên một chút. Lâu đi. Quần áo ẩm hết rồi, mau cởi ra đi. Sao lại bung cúc rồi? Tôi khâu lại cho anh nha. Gần đây công việc của anh bận rộn quá. Lâu rồi chúng ta không gặp. Lâu rồi anh không đến tiệm. Lần trước là anh không đúng. Thực ra luôn là do anh không đúng. Anh không nói sự thật với em. Anh đã giấu em. Anh là người Nhật Bản. Nên làm việc ở ngân hàng Chiêu Chính. Anh nói là Đại Phong, thực ra là muốn đùa với em. Nhưng anh phát hiện em ghét người Nhật Bản, anh chỉ có thể nói bản thân là A Kỳ. Những điều khác anh không dám nói. Sao anh có thể là người Nhật Bản? Không thể nào. Không đâu. Mẹ của anh là người Trung Quốc, nên tiếng Trung của anh rất tốt. Vậy là người Trung Quốc. Mẹ anh là người ở đâu? Anh chính là người ở đó. Anh không phải là người Nhật Bản. Không phải. Tiểu Linh Đan, anh tên là Shimayaki. Anh biết em không thể chấp nhận, nhưng đây là sự thật. Anh phải nói cho em biết. Vậy sao tới giờ mới nói cho tôi biết? Bọn họ đã đánh đến Thượng Hải. Em sẽ càng ghét người Nhật Bản hơn. Nếu giờ anh không nói ra, mãi mãi anh không thể nào nói ra được. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe nữa. Nếu anh có thể nói sớm cho tôi biết, tôi đã không nhớ nhung anh. Chẳng nhớ nhung anh chút nào. Anh sợ. Vậy nên anh mãi không nói với tôi. Đợi tôi khắc ghi anh trong tim rồi anh mới nói. Ra ngoài. Đi ra ngoài. Tiểu Linh Đan, anh thật lòng thích em.
Lần này mọi người vất vả cả ngày lẫn đêm rồi. Hôm nay nghỉ sớm đi. Kế toán chuẩn bị tiền trợ cấp cho mọi người. Được được. Hôm đó ai nói muốn ăn mì thái sợi nhỉ? Tôi. Hôm nay để chị Lam làm món chính hiệu cho mọi người ăn nha. Hay lắm. Mì hôm nay đủ cho mọi người ăn đó. Lại đây đi. Hay lắm. Chị Lam nói lời giữ lời. Gọi là chị dâu đi. Còn gọi chị Lam làm gì nữa chứ? Con người anh Cao của chúng tôi rất tốt. Chị đi theo anh ấy tuyệt đối không chịu thiệt đâu. Chị dâu. Mang mì của các người đi. Họ đùa với cháu đó. Cô nấu bát mì cho cháu có được không? Mì cô nấu rất ngon. Ăn một bát đi. Ăn không quen. Nào mọi người ăn đi. Được. Chị Lam làm mì thái sợi ngon không? Ngon lắm. Đi ăn no cả chưa? Ăn no rồi. Ăn no rồi ngồi đó làm gì nữa? Đi làm việc đi. Được. Mấy cái tên này làm nhiều như vậy mà ăn sạch cả. Thiệt tình. Đủ mà. Chậm chút đi. Cô chỉ thái mì. Để tôi. Là còn phải thu dọn. Đừng. Cô nghỉ đi. Để họ làm. Chị Lam cũng rảnh mà không sao đâu. Thu dọn hết rồi. Nghỉ chút đi. Đen ngồi đi. Nghỉ ngơi lát đi mà. Ngồi đi. Đứa bé đâu? Tôi còn để cho một bát ở dưới bếp cho thằng bé đấy. Tôi không nghiêm khắc dạy bảo thằng bé. Chẳng biết chút lễ phép nào khiến cô phải tức giận rồi. Thực ra tôi cảm thấy chẳng dễ dàng gì cho thằng bé Tiểu Thông này. Anh nhìn anh đi. Cả ngày ở xưởng, bận rộn cả ngày đêm. Thằng bé tự ăn cơm tự ngủ, còn phải tự đi học. Liêu Lam, tôi không còn ít tuổi nữa. Cô cũng thấy tình hình trong nhà tôi rồi. Tôi không biết nói lời ngon ngọt. Tôi chỉ sau này sống cùng với cô có được không? Tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn nhanh đấy. Tôi kết hôn lần hai đó. Tôi cũng vậy. Tôi không thể sinh con. Tôi có con rồi mà. Đứa bé không đồng ý thì làm sao đây? Sau này sẽ đồng ý thôi. Tôi có thể nắm chắc điều này. Có lòng tin đối với cô. Mà nghỉ ngơi một lát đi. Để tôi làm cho. Anh qua kia ngồi đi, tôi lo bàn. Anh ngồi đi. Sau này cái nhà này do cô quyết định. Ngồi đi. Chị mặc bộ đồ này thật là đẹp. Không tổ chức tiệc thật là tiếc. Hai bọn tôi đều là tái hôn, không cần bày biện đâu. Tái hôn thì sao? Chỉ cần chị vui vẻ, hạnh phúc, người khác phải chúc mừng chị. Em nói đúng không vậy chị? Em nói đúng. Có một câu thế này: hôn nhân đầu tiên đều là thử nghiệm ngu ngốc. Anh nói ai ngu ngốc? Hai chúng ta ngu ngốc. Hai đứa thật đáng tiếc. Có điều cũng tốt. Hai người buôn bán không thành nhưng còn nhân nghĩa, vẫn có thể làm bạn. Tôi và ông ấy chắc đến chết cũng không qua lại với nhau. Chị Lam mà, ông Hoàng không có phúc. Không giống sự trưởng Cao có mắt nhìn. Xin lỗi nha, đến muộn rồi. Thật xin lỗi. Sự trưởng Cao đến muộn rồi. Xin lỗi. Tiểu Thông đâu? Tiểu Thông vừa nghe đến chụp ảnh liền chạy rồi. Tôi đã tìm rất lâu cũng không thấy. Hay là chúng ta đợi thằng bé đi. Thằng bé không đến thì thôi đi. Chúng ta kết hôn, chúng ta chụp. Nào hai vị, chúng ta bắt đầu. Được. Ngồi sát một chút đi. Nào cười đi nào. 1, 2, 3. Đẹp lắm, rất đẹp. Vợ tôi có đẹp không? Vô cùng xinh đẹp. Nào cười vui vẻ một chút. Được rồi, cười đi. 1, 2, 3. Anh nhìn chị Lam kìa, cười vui vẻ biết bao. Cười rồi. Được rồi, thêm một tấm nữa. 1, 2, 3. Nào.
xin anh hãy nhận lấy bộ đồ tây này, là sự cảm ơn và chúc phúc của tôi đối với anh. Từ hôm nay trở đi, anh không quen biết tôi, tôi cũng không quen biết anh nữa. Nửa đêm ra ngoài, ra vẻ thần bí. Muốn làm gì vậy? Để hai người họ đến, chị sẽ biết thôi. Đi chuẩn bị xong rồi. Hôm nay giải đắc chiên hoàn thiện xây dựng, thứ hai tuần sau sẽ mở cửa. Trước khi bắt đầu kinh doanh, nhân lúc nửa đêm tĩnh lặng, chúng ta vào xem dáng vẻ của nó trước. Cậu làm đi. Thật đặc biệt, đây gọi là trung tây kết hợp. Nó thật sự thành hiện thực rồi. Cậu làm được rồi, là chúng ta làm được rồi. Nếu không có cậu, nó sẽ không tồn tại. Hôm nay thế nào? Tổng quản lý Trình, hôm nay là ngày giải đắc chiên khánh thành mà. Đúng, vậy sao cậu lại đến đây? Cổ đông liên tiếp có tin vui, chỉ mình anh ở bệnh viện, sợ anh cô đơn. Đây là gì thế? Đây là kẹo mừng của xưởng trưởng Cao và chị Lam. Xưởng trưởng Cao và chị Lam kết hôn rồi. Anh xem, anh cũng không ít tuổi nữa, không thể chỉ biết bán gạo. Để sau khi xuất viện, hãy cân nhắc chuyện lớn của đời người. Bác sĩ Lu nói ngày kia là tôi được xuất viện rồi. Thật sao? Tổng quản lý Trình, thật lòng rất cảm ơn cậu. Từ hôm cậu nói với tôi những lời nói thật lòng, tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải phấn chấn lên. Lần này sẽ không ủ rũ nữa nhỉ? Không đâu, không đâu. Chỉ cần có cậu ở đây, tôi không sợ gì hết. Đi thôi, về phòng bệnh ăn kẹo nào. Ăn thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn phu nhân. Em biết nghe nó đi. Anh chú Lâm đỡ hơn chưa? Gần đây ông chú Lâm hồi phục rất nhanh. Nhưng anh muốn biết tại sao em lại đến đây. Vậy em nên đi đâu?
Ý anh là chẳng phải bây giờ Giải Đắc Viên đang tổ chức tụ họp sao? Từ Thụ và Quản Đốc Thang đang uống rượu. Em không muốn uống. Anh quên mất ngày hôm nay là ngày gì sao? Không quên. Đi thôi. Em có một món quà muốn tặng cho anh. Em đón sinh nhật mà tặng quà cho anh sao? Đi thôi. Diệt Trị, anh nghe qua bản nhạc này rồi. Khi nào thế? Lần đầu tiên gặp em. Khi đó anh chép xong sách, chuẩn bị đi. Đột nhiên nghe thấy âm thanh bản nhạc này, liền không bước đi được nữa. Sau lúc đó, em còn nhìn thấy anh, còn lẻo đẻo theo anh. Bản nhạc này có tên không? Dạ khúc. Anh chỉ nghe một lần mà có thể nhắc lại, anh lợi hại thật đấy. Em xem anh là trâu rồi. Là trâu sao? Đánh đàn cho anh nghe như là đàn gãy tay trâu. Vậy nên chưa từng đàn cho anh nghe. Không có, thực sự là không có. Chiếc đàn dương cầm mà anh tặng em này là anh có ý tốt. Nhưng khi đó em không muốn đàn, không phải vì không muốn đàn cho anh nghe, mà vì em rất ghét đàn. Em không chỉ ghét, thậm chí còn ghê tởm. Em hận nó làm em nhớ tới bố mẹ em, làm em nhớ đến trong quá khứ em chính là một đứa trẻ ngốc không có tâm can. Em hoàn toàn không dám động vào nó. Em thấy mình tốt lên rồi. Em thấy tâm trạng cũng khôi phục rồi. Cũng nhờ có anh Diệt Trị. Là vì anh khiến em từ bỏ việc trả thù, mới cho em niềm hy vọng. Nếu không, giờ cõi lòng của em chắc chắn chỉ toàn là lạnh nhạt. Cũng vì cùng anh cố gắng vì Lệ Băng, em mới cảm nhận được sự vui vẻ tràn ngập như thế. Vậy nên tối nay em muốn đàn cho anh nghe. Lệ Tư, anh thấy mừng chưa em? Anh cũng mong em có thể giống như chị Lam.
giống như chị Lâm, tìm được hạnh phúc thực sự của chính mình. Sinh nhật vui vẻ. Quý nhiên Phụng lâu rồi không gặp, quan mối vô cùng nhớ mong. Trái phiếu 34 mới mở màn cao hạ màn thấp, tôi cũng chỉ có thể giấu tài. Nói thật, quan mối không có ngày nào không suy nghĩ làm sao để giúp cậu một tay. Nghĩ tới nghĩ lui, những thứ làm ăn phát đại tài đều được cậu giao phó cho chính phủ để xoay sở cho phía quân sự rồi. Nhưng may mà hoàng mẫu tôi có sức lực kêu gọi, còn có thể phát huy. Có điều sức lực kêu gọi lần này danh chính ngôn thuận mới được. Cậu xem, tổng thương hội trở thành thương hội mới, các thành viên gần như đã thay đổi hoàn toàn, đến cấp chức cũng phải bỏ cũ. Không phải ý ông chủ hoàng là mượn việc loại cái cũ đón cái mới, phụ trách chức hội trưởng thương hội mới đó chứ. Nếu hoàng mẫu không phải hội trưởng, sao có thể giúp đỡ cậu được chứ? Nhưng nếu nói về động thái giới kinh doanh, Trình Diệt Trị mới là người nổi bật nhất. Dạng đắc viên đó ở Thượng Hải không ai là không bàn tán. Đó chẳng qua chỉ là đồ chơi nhỏ dưới bàn tiệc. Trên bàn tiệc mọi thứ đều biến động bất ngờ. Gần đây với ngân hàng lại cổ vũ việc bỏ ngân lượng đổi thành đồng bạc. Nhưng điều khác trước đây là lần này Bộ Tài chính ủng hộ lòng cam đảm, có ý đồ vô cùng rõ ràng. Nếu thuận lợi thi hành phế lượng thành đồng, sẽ không còn lộ ra sự vô dụng của Bộ Tài chính. Cậu nói xem, chỉ khi trắc trở tứ phía, khó khăn trùng trùng, khiến ngành ngân hàng phiền muộn, Bộ Tài chính thoái chí, việc cải cách một lần nữa không bệnh mà chết, mới có thể lộ ra được việc giới tài chính thiếu người hiền tài lãnh đạo. Đến khi đó chính phủ sẽ cần đến cậu để chủ trì mọi việc rồi. Không hổ là ông chủ hoàng, lo cho nỗi lo của tôi. Vậy nhờ ông chủ hoàng thay tôi mở đường rồi. Hoàng mẫu nhất định làm được. Mời Hiệp hội Ngân hàng Thượng Hải. Thành công rồi. Xin chào, tôi đến tham gia hội nghị phế lượng thành đồng. Anh là tổng quản lý Trình của ngân hàng Lại Bang sao? Phương án của quản lý Lưu rất tốt. Ái Linh, anh rể, tổng quản lý Trần, lại phá phách gì nữa? Tổng quản lý Trần, tổng quản lý Trình, đây là em gái của phu nhân tôi, đới Ái Linh, vừa học kinh tế anh về đây. Trước mắt đang làm thư ký thực tập ở Hiệp hội Ngân hàng. Lát nữa chúng ta thảo luận về phế lượng thành đồng. Con bé sẽ làm việc ghi chép. Được, xin chào đới tiểu thư. Tổng quản lý Trình cứ gọi tôi là Ái Linh. Chúng ta gặp nhau lần đầu, nhưng tôi không xa lạ gì với anh. Vì anh rể tôi ở nhà cứ khen anh suốt. Việc hai người cùng hợp tác đầu tư xưởng sợi thân cần, tôi nghe đến phát chán rồi. Không biết lớn nhỏ. Tổng quản lý Trình, để Ái Linh chuẩn bị tài liệu, mau triển khai công việc đi. Tôi muốn lấy vài kinh nghiệm từ vài đắc chi làm gương cho việc thiết kế chung cư. Như các công trình giải trí, mọi người cùng sử dụng ở vài đắc chi đặt vào chung cư, có thể thúc đẩy giao lưu hàng xóm. Thiết kế hành lang chung cư cũng có thể sửa chữa tốt hơn, dựa trên nền tảng con đường tĩnh mịch ở dải đất viên. Tôi trưởng Ngô thấy thế nào?
Tôi không phải là người chuyên nghiệp. Ý kiến của tôi không quan trọng. Nhưng cô là bạn của tôi. Tôi tin vào phán đoán của cô. Tiến sĩ Từ, nếu được mời đến đây với tư cách là bạn bè, tôi sẽ không đến đây hôm nay đâu. Vì bây giờ là thời gian làm việc ở ngân hàng Lệ Bang. Tôi thân là tổ trưởng Ngô. Không có nghiệp vụ gì liên quan đến ngân hàng cần tư vấn. Vậy tôi đi trước đi. Tiểu thư Lệ Tư, cô sao vậy? Tiến sĩ Từ, từ khi tôi ly hôn tới nay, anh đã dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm. Tôi rất cảm kích. Nhưng tôi hy vọng giữa chúng ta đừng nên có điểm mơ hồ nào cả. Phải rồi, cô Ái Linh, nếu cô có thời gian có thể đi tìm hiểu mục đích việc phế Lượng Thành Đồng. Tổng quản lý Trình quá xem thường tôi rồi. Trật tự tài chính ở nước ta rối loạn. Ngày thường dùng đồng bạc thanh toán, nhưng khi kết toán lại dùng ngân lượng. Mọi người lao động kiếm được đồng bạc, tiết kiệm sinh lời nhưng phải đổi sang ngân lượng. Việc trao đổi này vừa phiền phức, mỗi lần đều có hao tổn chênh lệch giá. Tích ít thành nhiều như vậy, vừa cắt xén thu nhập kinh doanh của mọi người, lại cản trở phát triển thương nghiệp, nên phải phế Lượng Thành Đồng. Tổng quản lý Trình, tôi nói có đúng không? Tôi nói rất đúng. Con bé này nói chuyện không biết khiêm tốn là gì. Em đi sửa lại lời kêu gọi của các giới trong xã hội. Vì việc phế Lượng Thành Đồng giao cho Tổng quản lý Trình. Thật ngại quá, tôi đã sửa xong. Những lời kêu gọi của các giới trong xã hội gồm với ngân hàng thống nhất thành đồng bạc trước đây có hơn 5 lần, nhưng lần nào cũng bị bỏ mặt. Nếu nguyên nhân vấn đề này bị bỏ mặt, có thể tổng hợp lại. Tôi đã tổng hợp rồi. Bắt đầu từ trang này, đồng bạc đổi thành ngân lượng mỗi ngày đều biến động giá cả, hình thành giá cả thị trường dương ly. Chênh lệch giá và lợi nhuận đều vào tay các ngân hàng. Nếu bỏ ngân lượng, thu nhập của ngân hàng sẽ suy giảm. Nếu thống nhất thành đồng bạc, thị trường tài chính nước ta sẽ phơi bày trật tự hoàn toàn mới, cũng không có lợi cho các ngân hàng nước ngoài. Nên các ngân hàng trong nước và nước ngoài đều phản đối đổi việc phế Lượng Thành Đồng. Xem ra cô Ái Linh đã là người trong ngành rồi. Tổng quản lý Trình à, tôi không có cửa sao để được làm thư ký cho anh đâu nhé. Ái Linh, nói chuyện với tổng quản lý Trình kiểu gì vậy? Không sao đâu, tổng quản lý Trần. Xem ra sau này tôi cũng có nhiều chỗ cần thỉnh giáo cô Ái Linh. Nếu được giải đáp cho tổng quản lý Trình, đó chính là vinh dự của tôi. Lão gia, Lưu Lam thực sự đã kết hôn với xưởng trưởng xưởng dầu Cao Đạt Dũng. Hai người vô cùng kính tiếng, không tổ chức tiệc rượu cũng không đãi khách. Tôi thấy 8 phần là do Trần Duy Trị làm mối. Lão gia, đến lúc xuất phát rồi.